Chào mừng các bạn đến với linh kiện 789 Tiếp Ven. Ngày hôm nay em test bao gồm 20 mạch khuếch đại công suất Class D 300W V1. Mã số test hàng hôm nay em sẽ bắt đầu từ A41 cho đến A60. Thì hiện tại bên em đang cung cấp cho cái mạch này là 230.000 một mạch đây. Và đi kèm đấy là một cái jack kết nối tín hiệu chống nhiễu 3 chân. Và mạch cho ra công suất mỗi kênh là 150W, xuất ra 2 kênh. Và nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin để truy cập vào linh kiện 789.vn hoặc là liên hệ qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Thì đối với cái mạch này, cung cấp nguồn cho nó là từ 12 đến 24V. Và các bạn nên cung cấp nguồn 24V để cho mạch nó chạy được hết công suất. Ok, và bây giờ em sẽ test mạch đầu tiên. Thì bên em đã làm sẵn một cái khuôn này đây, có nghĩa là đặt cái mạch này vào là nguồn cấp vào, tín hiệu cấp từ điện thoại vào luôn, và hai kênh ra loa. Thì sau đấy em sẽ tắt hai công tắc này đi, em bật từng công tắc một, bật công tắc này đây. Bây giờ em sẽ zoom gần lại đây ạ. Đây là hai dây loa thì bên em đã hàn sẵn rồi, có nghĩa là cứ đặt mạch vào cái khuôn này cho nó, cho cái công tắc test hàng cho nó thuận tiện hơn, chứ không có gì cả. Thì sau đấy em sẽ tắt từng kênh một, mở, tắt, đấy, từng kênh một, ok. Cái bây giờ em sẽ test một bài nhạc sống này, em để cho nó chạy. Và bây giờ em sẽ ra đặt cái mạch này vào. Ok. Vậy là bây giờ là mạch đã hoạt động rồi. Bây giờ em sẽ bật từ công tắc một. Bây giờ em tắt cả. Em bật từ kênh 1. Tắt đi. Và em bật kênh còn lại. Tắt. Ok, và như vậy là mạch số 1 đã hoạt động rất tốt. A41. Tiếp tục em test đến mạch thứ 2. Và bây giờ em sẽ bật từng kênh 1. Vậy là mạch đã hoạt động rất tốt. Hẹn nào cho lễ hoan nghi, cho lòng thương khổ khi đã yêu rồi. Mai đây xa cánh phương trời, tình chia hai lối em có. Yêu em anh khổ thân nhiều. Ok, vậy là mạch đã hoạt động rất tốt. Ok, và bây giờ em sẽ test ra mạch tiếp theo.
bật từ kênh. Em có nghe ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu giấc mơ là bấy nhiêu anh nghĩ thơ mong chờ. Ok, vậy là mạch đã hoạt động rất tốt. 45.
Như vậy là ngày hôm nay em đã test bao gồm 20 mạch khuếch đại công suất Class D 300W và tất cả đã hoạt động rất tốt. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng kế tiếp. Chào tạm biệt.